Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 20 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, sửu tý nhị hợp là điểm báo cho thấy người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong thứ tư này bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm người độc thân tìm được người yêu thương phù hợp với mình vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau những sóng gió mà cả hai cùng vượt qua giúp cho tình yêu thăng hoa và ngày càng bền chặt hơn theo thời gian tình cảm gia đình nhờ vậy luôn yên ấm hạnh phúc tuy nhiên thiên quan lại mang đến không ít bất lợi trong công việc của con giáp này công việc vốn đang suôn sẻ thuận lợi thì gặp phải kẻ tiểu nhân bầy mưu quấy phá hãm hại bản mệnh cần phải tỉnh táo và dứt khoát đối mặt với kẻ xấu chớ vì nể nang mà khiến những kẻ đó có thêm cơ hội làm hại bạn lần sau tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim mọi việc có liên quan đến công danh chức vụ tài lộc tình cảm có sự thay đổi nên đúng hẹn nhà có tiệc đình đám có khách đến trong sự giao thiệp nên cẩn trọng dễ gây sự xích mích tránh tranh cãi việc làm hay bị dở dang nửa chừng vì có những chuyện xảy ra bất ngờ hoặc có khách lạ đến tài lộc có chút ít hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy. Có người đi xa, có tin về sức khỏe, tình cảm của người thân hoặc bè bạn. Mọi việc không nên hấp tấp vì có sự trở ngại chút ít. Công việc hay bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan, chờ đợi lâu lắc. Sự mong cầu về tiền bạc chưa đến. Ngày nên có sự nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Tử vi tuổi mậu tý, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn ngày có rất nhiều sự biến chuyển thay đổi trong công danh việc làm tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết có tin vui hoặc có người đến đem điều tốt lành không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành còn có tin tức khác nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm tài lộc tốt tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày ngoài dự tính khiến phải tạm ngừng để lo công việc mới hoặc có tin tức về chuyện này ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ của mọi việc có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin xa, nên cẩn trọng về vấn đề đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, dưới sự che chở của thực thần, công việc của người tuổi sửu lúc này ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho bạn. Bạn cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển dự định về tài chính. Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được các thần này trợ giúp cho vận trình. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ xã giao, bạn còn có thể kiếm được một khoản tiền khá lớn bất ngờ này khiến bản mệnh vui vẻ suốt thời gian tới và bạn có thể hoàn thành dự định trước hạn đề ra. Thổ khí quá vượng trong hôm nay có thể gây ra một số vấn đề về dạ dày và hệ tiêu hóa khiến bản mệnh ăn uống không được ngon miệng. Nếu thấy tình trạng chán ăn, người mỏi mệt kéo dài, bạn nên đi kiểm tra ngay để có thể chữa trị kịp thời. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến nhất là chuyện tình cảm sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy không nên cưỡng cầu hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng không nên tin vào sự giao hẹn đính ước có trở ngại rời hẹn sai hẹn có lộc định kỳ hao tài về giao dịch giao thiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng nên có sự san sẻ về lợi lộc không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy cũng không nên tham lam tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mích lòng phiền toái Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác. Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng nên chờ đợi có tài lộc tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn không nên nóng nảy khi gặp trắc trở chậm chạp nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân cơ hội ngày có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn việc làm tình cảm sức khỏe của họ tử vi tuổi dần người tuổi dần được chính ấn nâng đỡ trong ngày thứ tư này nên có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch sự nghiệp mà bản thân đã ấp ủ từ lâu các thần này mang tới tín hiệu tốt để bản mệnh tự tin thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đừng vì lơ là mà bỏ lỡ những nỗ lực của con giáp này có thể được đền đáp trong mức độ nào đó và bạn đã rút thêm nhiều kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai và đừng quên gửi lời cảm ơn những ai đã giúp mình có được thành công như ngày hôm nay nhé tuy nhiên niềm vui trong ngày hôm nay của những chú hổ kém phần trọn vẹn bởi ngũ hành thổ mộc tương xung khiến tình cảm vợ chồng có chuyển biến xấu dễ mâu thuẫn cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống theo tử vi hàng ngày cho thấy đôi bên nên biết kiểm soát cảm xúc của mình rộng lòng tha thứ cho đối phương để tình nghĩa vợ chồng được duy trì bền lâu tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy sự quen biết qua lại về tình cảm đã đến lúc phải kết thúc hoặc đi vào một hướng mới công ăn việc làm còn nhiều cản trở khó khăn không được như ý muốn tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc vẫn tìm ra được phương cách có tài lộc do đó không thuận tiện cho việc đầu tư hay hồn hạp làm ăn lớn có khách hoặc bè bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ về mong cầu thay đổi ý định hợp tác công việc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng có gặp trắc trở chút ít việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới có tin xa có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm đính ước kết hôn giao thiệp có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Không nên nản trí, và cũng không nên e ngại trước sự thay đổi biến động. Nên ra đi hoặc tiến hành công việc. Có khách hoặc bạn đến đem lại tin tức tốt. Có tài lộc nhưng phải hao tốn cho những chuyện cần thiết. Có tin buồn, ngày nên cẩn trọng về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần. Có chuyện làm ơn mắc oán. Ngày gặp nhiều chuyện yêu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tử vi tuổi mão, thiên ấn nâng đỡ giúp người tuổi mão có tinh thần thoải mái thăng hoa hơn rất nhiều nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định tận dụng thời cơ kịp thời bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên giành được những thành công thuộc về mình do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc tình duyên có phần ảm đạm với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và yêu thương chính mình hơn. Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều âu lo vì công việc vừa ở công sở lẫn phần gia đạo. Hoặc có nhiều tin tức đến khiến mình phải giải quyết. Nên dè dặt khi có người đề bạt trong công vụ, trách nhiệm sẽ nặng và không dễ làm vui lòng mọi bề. Gia đạo bất an, việc gì cũng xảy ra hai lần hoặc phải làm hai lần mới xong, chờ đợi lâu lắc, tài lộc vào ra thất thường. Có sự tu bổ, dọn dẹp chỉnh đốn đồ đạc, nhà cửa. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu tài lộc trung bình hao tốn vì giao thiệp tu bổ sửa chữa nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai mọi việc di chuyển đi xa đều không nên có lộc nhỏ hoặc chuyện vui có tin buồn về sức khỏe công danh tình cảm của người thân có sự tốn kém về giao thiệp sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mọi việc sẽ tự nhiên đến không nên tính toán hoặc cưỡng cầu có sự trở ngại chậm trễ cho việc trở ngại di chuyển có tin xa của thân nhân bè bạn nên để cho người khác đứng thay cho mình trong công việc tài lộc kém tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim làm gì cũng không nên hấp tấp vội vàng có sự hư hại về đồ đạc vật dụng không nên tiến hành hoặc quyết định những công việc lớn lao tuy nhiên không nên để chuyện tình cảm hoặc mới nhận được tin mà đã có sự lo âu chưa phải là lúc giải quyết ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường có tin vui buồn lẫn lộn tử vi tuổi thìn dưới tác động của cục diện sửu thìn tương phá người tuổi thìn có thể sẽ khá vất vả để giải quyết rắc rối trong công việc những trục trặc đó phần nhiều do có kẻ tiểu nhân phá hoại, ném đá giấu tay khiến bản mệnh bị lao đao, khó kiểm soát tình hình. Lại thêm thương quan gây rối, hiểm họa khó lường, bạn càng cần phải thận trọng và tỉnh táo hơn trong thời điểm này. Ngoài những tác động khách quan thì có cả nguyên nhân là do con giáp này không thực sự tập trung làm việc. Bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình, nếu không dễ mắc phải sai sót sẽ chỉ tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy rối thổ khí vượng, rất may trong lúc mọi việc đang dối rắm thế này, bạn vẫn có một sức khỏe đủ tốt để đương đầu với mọi khó khăn. Việc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao đang đem lại những kết quả tuyệt vời và bản mệnh nên duy trì thói quen tốt này. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, Không nên mưu sự hoặc cưỡng cầu khi hoàn cảnh hiện tại đã có sự thay đổi. Nên thuận theo ý trời và chấp nhận những quyền lợi còn sót lại. Nên ra đi hoặc thay đổi hiện trạng. Ở lại, hoặc cứ cố chấp sẽ hoàn toàn không có lợi càng giải bầy thì lại càng không có lợi nói chung là nên mạnh dạn hành động phù hợp với tình hình thực tế về tài lộc nên dàn xếp cho sòng phẳng nếu thấy có lợi chút ít mà còn giữ được tình cảm tốt với nhau là điều nên làm có tin tức ở xa có khách đến tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn giao ước dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt chớ để ràng buộc vì lời nói dễ bị hiểu lầm hàm oan tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cần phải cực nhọc mới có được kết quả mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt gia đạo có chuyện buồn tâm tình bất an nên tránh chuyện tranh cãi thị phi có tin buồn nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn tạm ứng tiền của sự đáo hạn hoặc lộc ăn quà nhỏ Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Việc gì đã có tính toán thì nên tiến hành. Dù có sự trắc trở, khó khăn nhưng sẽ có hậu quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ không thành công. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có rất nhiều công việc đến cần phải giải quyết, hoặc nhận được nhiều tin tức, nên dễ có sự bỏ dở nửa chừng để lo những công việc cần thiết không nên hấp tấp vội vàng quyết định, mọi việc đều phải có sự nhẫn nại chờ đợi. Có người đến hỏi ý kiến hoặc nhờ và, có tin tức ở xa. Nên cẩn trọng về di chuyển, đi lại. Tử vi tuổi tỵ Tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ tư của tuổi tỵ báo hiệu bản mệnh có một ngày nhẹ nhàng khi công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển, làm việc gì cũng thuận lợi, khó khăn đã có người nâng đỡ kịp thời. Hơn nữa, môi trường làm việc hài hòa, đồng nghiệp vui vẻ giúp đỡ nhau càng khiến con giáp này thêm phần hăng hái. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện là điểm báo tài lộc tiêu tán có thể xảy ra trong ngày hôm nay đối với người những chú rắn. Do đó, bản mệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư tiền bạc, cũng cần phải tham khảo thêm ý kiến của những người thân thiết, những người có chuyên môn để tránh mắc phải sai lầm. Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm xuân sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm hạnh phúc gia đình là điều mà con giáp này luôn cố gắng gìn giữ và bạn sẽ không thể bất cứ điều gì phá hủy tổ ấm của mình tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa làm việc gì cũng không nên vội vàng vì sự việc luôn luôn đến hai lần ngày có nhiều bất an lo toan có tin buồn đình đám có sự tổn hại hoặc không được như ý về bếp núc ăn uống cần phải dè dặt khi có sự lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Đề phòng rủi ro, hoặc sức khỏe không được tốt. Có chuyện buồn, hoặc phải lo âu giải quyết những công việc khó khăn. Chuyện tiền bạc nên để tự nhiên và cũng không nên e ngại khi được người giúp đỡ. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc, tình cảm. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Có sự thay đổi về công việc nhưng cũng có việc bị bỏ dở, gián đoạn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt, dễ đem đến sự phiền toái. Ngày dễ gặp chuyện bực mình hoặc nghe những tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng thăm hỏi. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì, nếu không như vậy thì cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp chuyện không như ý, hoặc đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính dẫn đến rủi ro tai nạn, tin buồn. Nói chung ngày có nhiều sự vất vả, đề phòng tiểu nhân thị phi. tử vi tuổi ngọ sửu ngọ tương hại nhắc nhở người tuổi ngọ hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những trắc trở trong ngày hôm nay dù bạn đã cố công cố sức hoàn thành nhiệm vụ nhưng mọi việc khó khăn hơn bạn tưởng rất nhiều hãy xem như đây là thử thách nhỏ mà bạn cần vượt qua cứ tự tin lên rồi mọi thứ sẽ vượt qua vô cùng êm ả à hơn là bạn nghĩ hơn nữa ngày này bạn còn phải đối mặt với những bất hòa trong các mối quan hệ xã giao có nhiều tình huống khó xử khiến bạn trở nên gắt gỏng và tỏ rõ sự khó chịu của mình đừng lúc nào cũng cố gắng hơn thua với những người xung quanh có như vậy thì tình huống sẽ được giảm nhẹ sự căng thẳng ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia và hâm nóng tình cảm của cả hai hãy nghĩ xem lần cuối hai bạn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa là khi nào đừng để thời gian trôi qua khiến tình cảm cũng nhạt phai tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim những việc nào đã đến hạn kỳ dù là chuyện công danh tình cảm tài lộc cũng nên giải quyết nếu sự việc từ trước đến nay đang tốt thì nay là lúc sẽ gặp khó khăn trở lực hoặc có sự biến đổi khiến cho mình phải nương theo để hành động có khách hoặc bạn bè đến hoặc có tin của họ tài lộc thất thường có người đi xa hoặc thay đổi về hoàn cảnh sự việc luôn xảy ra hai lần tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy việc đến hãy cố gắng làm và giải quyết nhanh nhất là đối với những vấn đề nhỏ không có tính lâu dài đối với những việc lớn cần phải xem xét lại để phòng sự thiếu sót. Nếu có gặp trở ngại cũng không nên lo lắng, sẽ có cơ hội. Tâm tình bất an, gia đạo có chuyện buồn hoặc vì lo lắng mà mỗi người một ý. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại, ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không nên chú trọng ở bề ngoài hãy nhìn kỹ những ẩn ý ở phía sau. Trong công việc nên để cho người khác đứng đại diện cho mình. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ có sự hư hại cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi mùi sự mùi tương xung gây nên những vết dạn nứt trong tình cảm của người tuổi mùi với nửa kia. Nếu đã lựa chọn yêu, bản mệnh cần phải chấp nhận con người thật của đối phương, góp ý những điều cần sửa đổi thay vì chỉ trích, trách móc lẫn nhau. Có lẽ đen tình thì đỏ bạc thực thần trợ vận, tử vi thứ tư của người tuổi mùi cho thấy thần tài đang đứng về phía con giáp này và trao cho bản mệnh khá nhiều vận may tài lộc. Người tuổi mùi hãy nhanh tay nắm bắt lấy thời cơ, đừng để cho mình để lỡ những cơ hội may mắn như vậy nhé trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong nhà bếp bếp lò và nhà vệ sinh do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có tin buồn của thân nhân ở xa hoặc có tin tức cần phải tiến hành về công việc đã tạm thời bỏ dở có sự sắp xếp, tu bổ, sửa chữa về nơi ăn, trốn ở của mình cùng thân nhân, hoặc hao về mua sắm cho những gì cần thiết của công việc sắp tới. Ngày không nên quyết định những việc quan trọng. Có sự nhờ và cần giúp đỡ của bè bạn, thân nhân. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Nếu công việc, hoặc bàn thảo, tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui, tài lộc kém, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, Ngày sung của buồn mạng. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên buôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không tốt cần phải giải quyết. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ ngày nên thu vén sắp xếp lại công việc cho ổn định không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở đảo lộn nên nghỉ ngơi không nên tính toán có tin xa tài lộc vào ra thất thường nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm ý hợp Ngày có sự thay đổi, hoặc có sự di chuyển, đi xa, gặp lại người xưa, có người đi xa. Nếu có sự hội họp, bàn thảo, nhân viên, cộng sự, bè bạn thì không nên ở lâu, không tốt. Có tin buồn. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân được chính tài che trở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng. Cơ hội phát triển đến và bạn sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình hơn nữa, các thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn. Người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn. Ngũ hành tương sinh giúp cho vận trình tình duyên của những chú khỉ diễn ra như ý. Nếu còn độc thân, bạn nên mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, bạn cứ chân thành rồi nhất định sẽ tìm thấy những hạnh phúc của riêng mình. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Dù có gặp chuyện vui cũng không nên quá đáng sẽ có kết quả ngược lại hoặc chỉ đem lại sự mích lòng. Dù có tài lộc cũng phải tiêu hao cho những công việc đến hạn kỳ, hẹn ước. Có tin tức ở xa, có khách đến viếng hoặc nhận được tin tức của họ, có lộc ăn, quà tặng dự tiệc nhưng cũng phải hao chút ít. Không nên kèn cửa tranh giành về tiền bạc gây sự bất hòa không tốt cẩn trọng trong việc chi tiêu, có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Việc đến dù vui hay buồn, tốt hay xấu cũng nên bình tĩnh. Không nên e ngại có sự trở ngại, chậm trễ. Điều này còn tốt hơn thì việc đang tiến hành lại bị đảo lộn. Dè dặt chuyện thị phi, nhưng cũng nên giữ hòa khí. Nên gặp quý nhân để hỏi ý kiến. Có khách đến. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn cần phải có sự khéo léo mới có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình không nên bực bội cãi nhau khi công việc tình cảm đến không được như ý nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi dậu người tuổi dậu nhờ có tam hợp cục mà lúc này bất kể bạn là người đang độc thân hay đã có nửa kia cũng đều sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm một vài cử chỉ hay câu nói có ngụ ý của đối phương cũng sẽ làm bạn vui hết một ngày tình yêu quả có sức mạnh diệu kỳ phải không hãy trân trọng những phút giây được tận hưởng sự ngọt ngào đó lại thêm sự xuất hiện của thiên tài mà người tuổi dậu khá lạc quan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc thậm chí có người may mắn thu về được khoản lợi khá lớn nhờ vào sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn mà bạn cũng sẽ đạt được năng suất cao trong công việc xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày khởi công tạo tác mọi việc tốt lành tốt nhất là xây cất lầu gác chôn cất cưới gã các việc khác cũng tốt như dựng phòng cất trại xuất hành chặt cỏ phá đất tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có tin tức đi xa và có tin buồn về sức khỏe công danh tài lộc của thân nhân bè bạn ngày có sự tu bổ sửa chữa di rời đồ đạc nhà cửa văn phòng tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong vấn đề di chuyển sử dụng trong vấn đề máy móc xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc có tin buồn tài lộc chưa đến hoặc có quà nhỏ ăn uống nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng hoặc bị chia phần không như ý không nên tranh cãi đưa đến xung đột nhưng cũng không nên để mình bị áp lực nhà có đình đám hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết, ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Nên quay về nơi trốn cũ, có tiệc tùng, đình đám hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về buồn mạng sự mong cầu về tiền bạc tài lộc không tốt dễ hao dù có cũng không xứng đáng tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mọi việc dễ gặp trở ngại trắc trở chậm chạp khó khăn nếu đã có hẹn ước hoặc dự tính làm việc gì thì sự việc sẽ xảy ra không như ý muốn khiến cho công việc phải có sự khôn khéo để xoay trở phải bỏ công sức ra nhiều hơn hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có đám tiệc. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện tứ hành xung là nguyên nhân gây ra những bất đồng ý kiến của người tuổi Tuất với đồng nghiệp khi tranh luận về công việc. Cũng bởi đối phương cảm thấy ý tưởng bạn đưa ra thiếu sức thuyết phục mà con giáp này thì không thể chịu được sự nghi ngờ từ người khác về năng lực của mình cứ như vậy cả hai lời qua tiếng lại không ngừng chẳng ai chịu nhường ai thậm chí có thể kinh động đến cả cấp trên bạn phải hiểu rằng việc mọi người trong cùng một tập thể có ý kiến trái chiều là điều hết sức bình thường đâu phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau điều bạn cần làm là chứng minh tính khả thi trong kế hoạch của mình để mọi người tin tưởng và chấp nhận thổ khí vượng còn cảnh báo mệnh chủ nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn bạn đang tự phá hoại sức khỏe của mình mà không biết đấy thói quen không lành mạnh như rượu bia, hút thuốc, ăn đồ nhiều dầu mỡ. Đang làm hại bạn mỗi ngày mà bạn cố tình bỏ qua. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, Tài lộc sẽ tự nhiên đến không nên cưỡng cầu. Hoặc không nên e ngại sự chi tiêu cần thiết, hết rồi sẽ có. Do đó, trong quan hệ giao dịch làm ăn không nên có sự tranh giành, tranh cãi đưa đến mất hòa khí. Có tin tức về hao tài hoặc gặp rủi ro về tiền bạc của thân nhân, bè bạn, hoặc có tin không tốt của họ về vấn đề tình cảm có quý nhân giúp đỡ mưu cầu về tình cảm không tốt thiệt thòi tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có tin tức thay đổi về công việc cũng như về chuyện tình cảm điểm tốt hay xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, chậm rãi mới có kết quả. Mọi việc có liên quan đến giao thiệp tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên, việc mong cầu chưa đến, có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Tài lộc không tốt nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần. Có chuyện làm ơn mắc oán ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi hợi Chính quan tre chờ báo hiệu người tuổi hợi có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc vào thứ tư này. Ở thời điểm này, dường như không còn điều gì có thể ngăn cản hay làm khó bạn. Miễn là bạn có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận. Nhờ vậy, bạn sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức nếu ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá sốt ruột hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến mà thôi ngày thổ thủy xung khắc tình cảm lứa đôi không lý tưởng như bạn mong dù bề ngoài hai bạn vẫn có vẻ rất hạnh phúc mọi người hết lòng ngưỡng mộ nhưng quả thực có ở trong chăn mới biết chăn có giận chỉ có cả hai mới rõ rằng dù không hề to tiếng cãi vã hay xảy ra xung đột lớn nhưng cả hai cứ dần xa cách có lẽ hai bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao và sớm hâm nóng tình cảm đi nhé tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc. Có tin buồn, có người đến đem lại sự bất lợi cho mình. Có tin không tốt của thân nhân, bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn, cần phải có sự khéo léo khi tiến hành, trao đổi. Ngày có sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc, nhà cửa gia đạo bất an tài lộc kém tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp bè bạn người thân không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả có thể lại hao tốn việc như thế nào thì nên làm bình thường có tin xa tài lộc vào ra thất thường tránh tranh cãi bàn chuyện người không tốt tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có sự bạc bẽo hời hợt trong tình cảm Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, dễ gặp rủi ro và gặp chuyện buồn. Tuy nhiên cũng không nên nản chí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên. Cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau quyết định công việc ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại